Hello anh em, đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Converter. Mình đã có một suy nghĩ cách đây một vài tháng, đó chính là đợi card đồ họa giảm thì mình sẽ mua một em về sử dụng. Thì qua bao nhiêu năm tháng thì cuối cùng card đồ họa cũng đã giảm thật và quay trở lại những cái mức mà anh em có thể mua được. Ví dụ như mình đang có ở đây một phiên bản RTX 3070 Ti. Ngày trước thì giá tương đối cao, rơi khoảng chừng hơn 30 triệu, nó khoảng 35 triệu cơ. Thế nhưng bây giờ mình đang có phiên bản RTX 3070 Ti có mức giá chỉ khoảng 25 triệu thôi. Đó chính là một phiên bản đến từ Palit. Palit thì là một hãng đến từ hàng xóm láng giềng rồi. Khi mà nhắc tới hãng Palit thì nhiều anh em sẽ nghĩ đến những mẫu card đồ họa có mức giá vô cùng rẻ và thiết kế nằm mức trung bình. Thế nhưng đối với phiên bản ngày hôm nay, thiết kế sẽ không phải là trung bình nữa mà mình đánh giá thiết kế như này là vô cùng hấp dẫn. Thì đây là phiên bản Grimrock tới từ Palit. Thì đây là một phiên bản cao cấp trong dòng RTX 3070 Ti. Để mà chứng minh được cái vấn đề đó thì các bạn nhìn luôn vào card đồ họa đây. Nhìn qua đã thấy là cao cấp rồi. Thì đây là cái thiết kế theo những cái hình bên ngoài đây. Đây sẽ là Mica thôi, mình sờ vào thì chắc chắn là phải là Mica thì mới xuyên LED được. Và đây sẽ thiết kế theo những họa tiết kim cương và xung quanh sẽ có đầy đủ bóng LED RGB để có thể chiếu sáng được. Và logo Grimrock ở đây các bạn nhìn thấy được logo đây cũng là LED RGB luôn. Và chúng ta sẽ có tổng cộng là hai khu vực cắm LED RGB. Đầu tiên thì khi các bạn dựng card đồ họa giống như mình đang dựng ở đây, khi các bạn sử dụng thêm một dây riser nối dài nữa thì các bạn sẽ dựng được cạc lên, và đây sẽ là hệ thống LED RGB đặc sắc nhất của em nó. Và mình khuyên các bạn là khi mà mua em này về sử dụng thì nếu mà có điều kiện thì có thể cắm dọc em ra như này thì sẽ đẹp hơn. Còn khi bạn cắm ngang như các cái thiết bị thông thường thôi thì cái logo của GeForce RTX và logo Grimrock nữa có LED RGB để các bạn có thể nhìn được. Và mình sẽ nói sơ qua một chút về một số công nghệ có liên quan đến em này. Đầu tiên về mặt thông số của card đồ họa thì tuy nhiên chúng ta sẽ vẫn có nhân GPU giống hệt nhau, không khác gì cả, 8GB VRAM. Thì đấy là những cái thông số cơ bản rồi. Và vấn đề ép xung thì hãng đã có cải thiện một chút về vấn đề xung nhịp, về boost clock và core clock đã cải thiện lên để anh em có một cái mức hiệu năng cao một chút so với phiên bản default. Và đến cái phần quạt, khi các bạn nhìn quạt đấy chỉ là ba quạt trông rất là bình thường thôi, nhưng ba quạt đây thì sẽ có những cái công nghệ, ví dụ như kiểu là hai vòng bi, các bạn nhìn luôn vào cũng đã thấy được rồi. Ba quạt đây là đang hoạt động và gần như mình sẽ không thể nào nghe được cái tiếng của ba quạt này hoạt động. Thì tiếng mình nghe được và có thể các bạn sẽ nghe được là liên quan những cái quạt mình trang trí xung quanh, còn tiếng mà ba quạt này mang lại là vô cùng yên tĩnh bởi vì có hai vòng bi. Thì hai vòng bi đấy vừa làm quạt yên tĩnh và cái thứ hai nữa là độ bền của sản phẩm cũng được tăng cao. Và ba quạt này cũng có tính năng chống bụi, tức là khi mà cả loại hoạt động đây thì khi mà có bụi xung quanh đây thì sẽ không gây bụi cho những cái phần khu vực heat sink ở đằng sau. Bụi thì cạc từ những chỗ khác có thổi vào tuy nhiên vẫn dính rồi, thế nhưng trên cánh quạt khi mà hoạt động liên tục thì sẽ không bị dính bụi. Đây là một trong những ưu điểm mà những cái mẫu card đồ họa khác mà tạm thời chưa có được, chỉ một số ít hãng mới có công nghệ thôi. Nhân tiện nói mặt heat sink thì heat sink ở bên trong đây thì mình nhìn thấy trực tiếp luôn, nhìn xuyên qua đây luôn. Các bạn sẽ có tổng cộng là 6 ống đồng được bố trí rải đều ra trước và sau, và các cái lá nhôm tản nhiệt cũng được bố trí cực kỳ dày đặc luôn. Và khi mà nhìn vào cái độ dày của em nó thì mình nghĩ card đồ họa sẽ chiếm khoảng chừng 3 slot PCIe. Thế nên nếu như bạn nào muốn cắm đa card đồ họa thì nên cân nhắc một chút để chọn những vỏ cây to hơn để có thể cắm được sao cho nó phù hợp nhất. Còn về khi nhìn vào phần mặt sau, các bạn có thể nhìn thấy được cái tấm backplate. Tấm backplate này cũng được custom lại một chút, tức là được hãng làm lại một chút sao cho cái hình minh họa được đẹp nhất có thể. Và hệ thống cấp nguồn sẽ sử dụng hai cổng cấp nguồn 8 pin để có thể cấp điện được cho em nó. Và bộ nguồn được mình khuyến cáo sẽ rơi vào khoảng từ 750W công suất thực trở lên là tốt nhất để anh em có thể sử dụng. Rồi khi nói đến các thành phần linh kiện khác thì là về phần CPU. CPU đây sẽ là Intel Core i7 11700K, một trong những mẫu CPU khá tốt để anh em có thể vừa làm việc và vừa chơi game, và mức giá cũng vô cùng hấp dẫn. Và main dĩ nhiên sẽ là main Z rồi, bởi vì đây là CPU dòng K mà sẽ là Z590 đến từ MSI và hoàn toàn có thể gánh được mẫu CPU này mà không gặp hiện tượng bị thiếu điện. Và RAM sẽ sử dụng Zscaler Dragon Z luôn để đảm bảo cái bộ đẹp của sản phẩm luôn là tốt nhất. Những hệ thống quạt xung quanh được lắp thêm, và chính giữa đây đó chính là một hệ thống tải nước All-in-One đến từ Corsair. Toàn bộ các linh kiện, cả phần vỏ cây nữa cũng đều đến từ Corsair. Lý do được mình lựa chọn tản nhiệt nước dành cho em nó để đảm bảo được các yếu tố, ví dụ như độ đẹp của sản phẩm sẽ tăng lên. Và cái thứ hai nữa là nếu như các bạn ép xung thì nhiệt độ của em nó tỏa ra cũng là vô cùng mát mẻ và không lo cái vấn đề nóng quá và sẽ giảm hiệu năng của CPU. Và bây giờ sẽ là phần trải nghiệm hiệu năng để anh em có thể thấy được là CPU Intel Core i7 11700K kết hợp với RTX 3070 Ti sẽ như thế nào. Và toàn bộ các tựa game hiện để max setting và trên độ phân giải là 2K.
Tổng kết lại ở đây thì chúng ta đang có những cái sản phẩm vô cùng đẹp. Thứ nhất về mặt hình thức là không cần phải bàn cãi rồi. Tản nhiệt nước đến từ cọc xe, vô cùng đẹp luôn, logo cọc xe, sử dụng đèn LED RGB. Card họa phiên bản RTX 3070 Ti đến từ Palette, phiên bản Game Rock, vô cùng hấp dẫn với các cái họa tiết gọi là kim cương. Vậy thì anh em đánh giá sao về sản phẩm này? Liệu anh em có bỏ tiền ra để dinh em nó về nhà để làm đẹp cho cái căn phòng của anh em không? Đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới mục bình luận của video. Hẹn lại anh em ở trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.